Xin chào anh em, quay lại con mình nha. Hôm trước mình có làm clip ghép mấy cây mẫu đơn, hôm nay mình sẽ ra mình sẽ xem lại mấy cây như thế nào, review cho anh em xem nha. Đây là cái cây mình ghép trước nè, cây này ghép trước nè, mấy cây này thì ghép sâu nè, ghép sâu nè. Đây, mấy cây này mình cũng ghép sâu luôn nè. Mình xem cái tình hình mấy mầm nó như thế nào nha. Đây. Mầm đây ghép mới ghép này, theo mấy đây. Đây mầm xanh nó đang phát đây nè, nhưng mà chưa theo lại được. Đây cũng vậy nè, mầm nè. Mấy cái lá này thì để yên nha mấy anh em. Mấy cái lá này thì mùa này đang mưa nè, nó ít nắng lắm, để nó quang hợp, hỗ trợ nó nuôi cây. Cái này là bầu rinh này chưa tháo nè, cái này là ra bầu nè. Đây, đây nó cũng đang xanh nè. Tại mấy cái này ghép sâu hết, nó mới xanh nên chưa tháo được đâu. Đây cũng vậy. Chất tỷ lệ dính cũng tương đối rồi đó, keo nè, dính hết nè, cái này dính hết rồi nè. Cái này bây hơn 10 ngày mà nó xanh ra cái đọt non lại đây, nó dính rồi nha anh em, nhưng mà chưa tháo vội đâu. Để mầm nó ổn định rồi, mình sẽ tháo sau. Lưu ý là cứ để mấy cái lá này nha, mấy cái lá này nó hỗ trợ quang hợp nha. Giờ mình sẽ ra mình tháo cái cây mà mình ghép hơn tháng. Đây là cái cây mình ghép hơn một tháng rồi nè. À, bây giờ cái cây này mình sẽ tháo đây nè, bởi vì nó lâu rồi, cái mầm nó để xanh rồi, nó muốn đùng cái bị bóng lên rồi nè, đùng lên. Hôm nay mình sẽ tháo đây, tháo đây mình dựa hai tháng buổi chiều nha, cho trời nó mát, nó dựa cây mới lấy còn để yên nha. Thì mình cứ cắt bị bóng đây thôi gì đâu, tháo ra từ từ đó nha anh em, không vội mà rút ra liền nha, rút đây đỡ đó cho nó thoáng rồi cho không khí nó vào nè, cho nó gọi là nó quen với độ ẩm nè, quen với cái không khí thời tiết ở ngoài nè. Rồi ít hôm nữa mình sẽ tháo ra luôn. Cái này cũng vậy nè, cái này mình cũng tháo ra từ từ ra nha, không tháo ra liền hết luôn nha, mình tháo ra xương xương rồi bỏ ra cho nó quen rồi. Mà quen thì thường là sẽ anh em sẽ tháo ra từ từ như vậy, để đó 2-3 ngày cho anh em tháo ra luôn. Hôm nay nhưng mà hôm nay thì trời nó mát lại, mình cũng không có cột lại á, này mình không có cột lại nè. Giờ mình sẽ rút ra cho anh em thấy cái mấy cái mầm nó như thế nào nha, nó dính rồi nó ổn định như thế nào nha. Đây nè, đấy, cái này là mình ghép B3 nha, B3 trang vàng à. Các mình có clip ghép qua cây này nè, ở giờ anh em xem lại nè, B3 dính hết B3 nè, đó nó đang rê lấy non này là ok đó nè, đang phát triển nè, còn để trong mát nha. Mấy cái lá này vẫn để nha mấy anh em, mấy lá này là để nó hỗ trợ cho cái cây nha, hỗ trợ cây quang hợp nha. Cái này cũng vậy nè, này mình tháo luôn nè, này bữa cái nhánh nó to quá, mình không có bị bóng nhỏ. Đây cũng ghép B3 nè, nó cũng đang phát triển nè, dính nè, B3 nè nha anh em. Đây đang xanh tươi, xanh hết, vẫn để trong mát nha, mình để dưới nhà này mình ghép nè. Đây. Rồi đây cái bầu đây là mình bầu rinh, mình thêm sơ dừa dừa ẩm thôi, chưa ra bầu trồng. Cái này ổn định, mình đi ra ngoài mình trồng luôn. Đấy, như vậy ghép 63 dính tới 63 nha anh em. Rồi hôm nay mình tháo cái một cây này thôi, vì cây này mình ghép trước một tháng. Mình tháo cây này, còn mấy cây kia thì nó mới đây thôi nên mình chưa tháo được, mình chỉ quan sát mấy cái mầm thôi nha. Như vậy clip của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người có thắc mắc gì thì để lại comment dưới, mình sẽ biết gì nói nấy nha, nói nấy và đáp cho anh em nha. Nói chung trong tầm mình biết gì thì mình nói nấy. Anh em xem clip thấy chưa được chỗ nào thì để lại bình luận góp ý để mình hoàn thiện hơn nha. Rồi nếu mà anh em thấy clip hay thì cho một like và chia sẻ, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những video tiếp theo nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào anh em và hẹn anh em gặp lại
những clip sau.